cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta nội dung bài 25 sách giáo khoa trang 76. Đề bài yêu cầu dựng một tam giác vuông biết cạnh huyền dài 4 cm và một cạnh góc vuông dài 2,5 cm. Thế thì để có thể dựng được tam giác vuông này, các bạn nhớ lại cho cô cái nội dung kiến thức mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay. Đấy chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông. Chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức này để có thể dựng được tam giác vuông. Thế thì cụ thể sao? Ở đây cô sẽ dựng cạnh AB trước bằng 4 cm. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ dựng một cung tròn AB, nhận AB làm đường kính. Đấy. Và trên cung tròn này chúng ta sẽ lấy điểm C ra cho cạnh AC dài 2,5 cm. Từ bước đó thì chúng ta sẽ dựng được là tam giác ACB bằng có cạnh huyền là 4 cm và một cạnh góc vuông là 2,5 cm. Vậy thì các cái bước chúng ta thực hiện sẽ là như sau. Đấy, bước 1, ta sẽ dựng cạnh huyền trước. Dựng AB bằng 4 cm. Đấy. Bước 2, dựng nửa đường tròn đây, nửa đường tròn đường kính AB. Bước 3, lấy C trên nửa đường tròn thỏa mãn AC bằng 2,5 cm. Thì các bạn có thể dùng thước đo độ dài và gióng dần để tìm được vị trí của điểm C giao cho AC bằng 2,5 cm. Lấy C thuộc đường tròn tâm O sao cho AC bằng 2,5 cm. Đấy. Thì theo cái hệ quả là góc nội tiếp bằng chắn nửa đường tròn là góc vuông, thì ở đây chúng ta có góc ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, nên ACB sẽ là bằng 90 độ. Từ đó ta sẽ có được tam giác ACB là tam giác vuông, thỏa mãn điều kiện của đề bài là cạnh huyền bằng 4 và cạnh góc vuông bằng 2,5. Khi đó góc ACB là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O, nên là suy ra góc ACB sẽ bằng 90 độ. Vậy ta dựng được tam giác ACB vuông tại C có cạnh huyền AB bằng 4 cm, cạnh góc vuông AC bằng 2,5 cm. Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.